Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều ngày thứ ba phải không? Chiều thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2024, 16 hả? À, đâu có sao, nói lộn rồi nói lại thôi. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2024. Đủ duyên lành, Pháp Hòa được trở về Alameda thuộc miền Bắc California, Hoa Kỳ để thăm đại chúng lần này. Đại chúng chiều nay có khỏe không? À, gặp thầy là khỏe rồi. À, mát quá. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa được biết á, là khi mà thật ra đây không phải là một chương trình có sắp xếp trước, hoàn toàn Pháp Hòa có công việc, nhưng mà bởi vì những Phật tử vùng này nói là thầy cứ hay về San Jose, các vùng khác, quý bác ở vùng này không có cái cơ hội, không có phương tiện, cho nên là ráng sắp xếp lần này để ghé đây vào chiều này. Và khi nhận lời thì hồi sáng giờ Pháp Hòa chạy lên chạy xuống đây 2 lần rồi đó. 6 giờ sáng là đã có mặt ở vùng này, rồi đi về lại San Jose, rồi giờ chiều nay quay lại nữa. Tôi chắc phải nhớ hay sao. Và thưa đại chúng, lần này Pháp Hòa được về thăm đại chúng với rất đông Phật tử, với rất đông Phật tử cùng về tham dự. Pháp Hòa rất là vui vì người chủ cho mướn ho này cũng rất là dễ thương. Mặc dù cô quy định là chỉ có 300 người thôi, mà bây giờ mình gấp đôi rồi, và có thể hơn nữa, phải không? Thành thử ra đại chúng mình cố gắng á, mình đã đông hơn cái số quy định, thì mình cố gắng mình trật tự một chút, để cho người ta cũng sẽ hoan hỷ với cái sai lầm của mình, nhưng mà người ta vẫn du di. Đúng là mắt nhắm mắt mở đó. Thì mình làm sao mình nhẹ nhàng để cho các vị đều quan hỷ với mình. Lỡ lần sau mình có cần chỗ này nữa thì người ta vẫn cho mình dùng cái chỗ này một cách dễ dàng. Thì đó là cái cách sống của chúng ta. Thưa đại chúng, là người xưa người ta có đặt ra cho mình 3 câu hỏi. Mình làm thế nào để mình ở cho người ta vui, đi cho người ta nhớ, về cho người ta mừng. Nghĩa là mình có 3 việc mỗi ngày: đi, ở và về. Thí dụ sáng mình đi làm, vô trong tiệm thì lại ở lại làm. Chiều mình đi về. Như vậy khi mình đi về là về nhà, đi là đi làm, đi tới. Hoặc là mình cũng có khi mình ở thì ở nhà, mình không ở nhà thì mình ở chợ, ở tiệm, ở cái nơi mà mình sẽ đến mình sinh hoạt. Như vậy thì đây là một công thức, như một lời nhắc nhở chúng ta phải thực tập như thế nào để ở cho người ta vui, đi cho người ta nhớ, về cho người ta mừng. Có nhiều khi mình đi về không ai mừng hết, quê không? Cũng quê không? Thành thử rốt cuộc có một con chó nó quẩy đuôi nó mừng mình à. Thành thử ra thưa đại chúng, đó là một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm tư duy. Mình tu tập như thế nào? Và quý vị nhớ là khi mình nói đến sự tu tập thì nói đến cái cách hành xử của chúng ta. Ví dụ như mình thỉnh chuông mõ rất giỏi, tụng kinh rất hay, kinh mình rất thuộc, nhưng mình thuộc kinh thôi. Nhưng mà khi mình ra mình ứng xử hàng ngày, cái cách nói của mình đó, làm cho người ta nghe thất kinh. Tối về ở bàn Phật thì mình tụng kinh, nhưng mình khi mình ra ngoài mình hành xử, mình nói chuyện thì làm cho người ta kinh sợ, phải không? Người ta cho người ta sợ mình. Cho nên cái này chúng ta cần tư duy. Như mình thì như vậy, thì chúng ta ở như thế nào? Nhất định mình phải ngày nào phải có cái chỗ nào đó mình ở. Không ở nhà thì ở tiệm, không ở tiệm thì ở cái hãng, bất cứ một chỗ nào nhất định phải có cái chỗ mình ở. Ví dụ như giây phút này quý vị rời nhà rồi, quý vị ở đâu? Ở một cái ho,
mà người ta cho mình mướn. Nhưng mà người ta cho quy định, người ta cho mướn có mấy trăm người mà ta nhắc đi nhắc lại luôn. Thậm chí Phó Hoài còn nghe nói đây là lần đầu tiên ở cái vùng này tập hợp dữ dằn vậy nè. Như vậy thì mặc dù cái chỗ ở này bao lâu? Vài tiếng thôi. Nhưng mà ráng ở làm sao để mai mốt lát nữa mình đi về, người ta ra ta chào mình, người ta hạnh phúc sự có mặt của mình, và ta còn nói see you again. Còn mình ở làm sao mà mình đứng dậy mình đi, nó oh good you go home soon. Và thậm chí người ta nói làm sao, không có lần sau, là mình biết là mình thất bại rồi. Cho nên cõi đời này, cái cõi chúng ta đang sống đây cũng là cõi tạm. Ở cõi này là cõi tạm nè. Vậy thì cái tạm dài hạn và cái tạm ngắn hạn. Vô thường nó có hai loại: nhất kỳ vô thường hay là sát na vô thường. Nhất kỳ vô thường nghĩa là một ngày nào đó phải có một giây phút chúng ta hoàn toàn trở về cái chỗ tịch nhiên của mình, đó là sự ra đi. Thì cái giây phút đó gọi là nhất kỳ vô thường. Phải có một lúc nào đó nó chấm dứt sự sống của mình. Nhưng trước khi nó đi tới cái chấm dứt đó, có phải nó sát na vô thường không? Nè, hồi nãy mình tập hợp ở đây mà giờ 7 giờ rồi đó. Chưa nói được gì hết là 7 giờ rồi. Thì cứ tích tắc là nó đi tới cái sát na vô thường. Như vậy thưa đại chúng, chúng ta không thể quên chúng ta đang sống và bị chi phối bởi cái sát na vô thường. Nhưng chúng ta không biết nó. Chúng ta tưởng là chúng ta còn giây phút nào, nhưng mà không biết. Giây phút nào mình dừng, mình không thở là nhất kỳ. Nhưng mà mình đang bị chi phối bởi một cái gọi là sát na vô thường. Vậy thì cái cõi ở của chúng ta cũng vậy. Chúng ta ở cõi đời này mấy mươi năm, mình nói cho nó oai vậy chứ chắc gì mà được mấy mươi năm, phải không? Như vậy thì cái điều chúng ta cần biết rằng cõi này chúng ta ở là cõi tạm. Và có một cái tạm còn ngắn hơn nữa là mỗi ngày cái chỗ chúng ta di chuyển tới. Ví dụ như Pháp Hòa về Alameda này ở đây tối nay, sáng mai Pháp Hòa đi rồi. Rồi chúng ta cùng nhau ở trong cái ho này mấy tiếng. Hoặc là mình tới nhà thăm bạn mình 1-2 tiếng đồng hồ. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta đều có một chỗ nào đó chúng ta trụ ở. Nhưng nếu chúng ta không chánh niệm, chúng ta ở có 5 phút thôi cũng có chuyện nữa. Chúng ta ở 10 phút là đã gây hấn rồi. Chúng ta ở nửa ngày thôi là đã nửa đời xa nhau rồi. Cho nên cái ở cõi đời này là ở tạm, nhưng mà tạm dài hạn. Còn có một cái tạm ngắn hạn hơn nữa kìa, nghĩa là vài tiếng đồng hồ rồi chúng ta đi. Có nhiều khi chúng ta nói chị, một lát nữa em tấp vô nhà chị 5 phút thôi. Như là chúng ta đã tuyên bố với đời rằng tôi chỉ ở đó được có 5 phút thôi. Và thật sự trong cuộc đời này có nhiều phút mình chỉ ở phút trước phút sau thôi, là mình đã đi qua chỗ khác mình ở rồi. Cho nên Tổ Quy Sơn mới xác định trong cái bản văn Quy Sơn cảnh sách của Ngài đó, phải không? Sát na dị thế. Chỉ một sát na là nó còn nhanh hơn một giây nữa. Sát na nó nhanh hơn một giây nữa. Một chỉ một sát na thôi là chúng ta đã qua đời khác rồi. Sát na dị thế. Dị thế là đi qua đời khác rồi, ở một cái thế giới khác rồi. Cho nên chúng ta đừng quên. Thật ra chúng ta biết hết chứ chúng ta không phải không biết. Nhưng mà đụng chuyện là chúng ta hết biết. Vì hết biết cho nên mình còn đủ thứ kiểu cách hết để chúng ta làm khổ, làm buồn nhau. Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đây là những câu thơ trong truyện Kiều, diễn tả một cái cách sống. Chúng ta không có lối đi. Sống nói theo ngoài thế gian miền Nam, cù bơ cù bất. Sống lạc loài, sống không có định hướng. Vì vậy cho nên chúng ta cũng đều sống.
mỗi ngày đi tới đi lui, không tới nhà người này cũng tới nhà người kia, không ở chỗ này cũng ở chỗ nọ, không về nhà người này cũng về nhà người kia. Vậy mà chúng ta khổ là bởi vì đi cũng khổ, ở cũng khổ, mà về cũng khổ. Có nhiều chỗ mình muốn về, người ta kiếm cách ta không cho về. Có nhiều chỗ mình muốn tới, ta không cho tới, ta kiếm cách ta nói bận, ta không cho tới. Có những chỗ mình đi thì người ta biểu đựng đi, rõ ràng mình thiếu đi cái phúc, thiếu đi cái hạnh lạc mà trong cuộc đời chúng ta có. Một cái hoa nó đang ở như thế này, hiện tại nó đang đẹp như thế này, và chúng ta gọi là cái gì? Một ngày nào đó, chừng 2 tuần nữa nó sẽ héo rụi hết, thì gọi là cái gì? Vô thường. Nhất kỳ vô thường. Nhưng mà bình hoa này đang sát na vô thường, nghĩa là nó đang vô thường trong tích tắc, trong từng phút từng giây. Ngày mai thấy cái dáng sắc nó khác, mốt thấy nó hơi héo héo khác, một tuần lễ sau là thấy nó héo kiểu khác, và 10 ngày sau là nó hoàn toàn, nó không còn tươi tắn như thế này nữa. Quý vị có tin rằng cơ thể mình cũng đang sát na vô thường không? Năm nay mình như vậy chứ năm tới là đã khác. Rồi bây giờ năm hiện nay nè, mình nhìn lại sức khỏe của mình và mình nhìn lại có năm ngoái, có phải năm nay mình tệ hơn năm rồi không? Đó là mình cho mình một khoảng thời gian hơi khá là một năm đó. Chứ còn thật sự ra ngày trước ngày sau là mình thấy đã yếu rồi. Cái chân mình hôm qua còn đi được, tự nhiên sáng nay ngủ dậy cái nó biểu tình, nó không đi nữa. Cho nên hồi đó có một cái bài thơ ngắn có 2 câu á. Năm nay tuổi già sức yếu, tay chân khó biểu. Bây giờ mình biểu nó dơ nó không dơ, biểu nó đi nó không đi. Nay tuổi già sức yếu, tay chân khó dạy biểu. Hồi hộ mình còn trẻ thì biểu gì nghe nấy. Bây giờ mình già rồi, tay chân mình biểu nó còn không nghe. Cho nên đừng có phiền con cháu, sao tao biểu mày không nghe. Tay chân của mình biểu mình còn nó còn không nghe nữa, thì huống chi mấy đứa nhỏ. Cho nên buồn chi mấy chuyện đó, phải thiền quán mấy chuyện đó, để nhìn thấy là tay của mình mà bữa nay ê mày cầm lên này coi, 2 ký cầm không nổi. Và có những ngày muốn cầm cái muỗng múc một miếng cháo ăn nó cũng không làm nổi. Thì chính bản thân mình biểu nó còn không nghe, thì cái chuyện người dân nước lạ, con cháu bên ngoài mình nói nó không nghe cũng là chuyện thường. Cho nên sự tu tập của chúng ta không phải là cái gì ghê gớm. Vì chúng ta tụng kinh, tụng để nhớ, tụng để hiểu, tụng để thẩm thấu và đem lời kinh trang rãi trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên học giáo lý, thí dụ mình nói vô thường có 2 loại. Sát na vô thường, nhất kỳ vô thường. Cho nên cái gì nó vô thường mình gọi đúng cái tên đó. Nó đang cầm cái ly vậy đó, chuẩn bị lên đem ly nước lên cho thầy nghe, điều hành sao rớt bể cái ly. Rồi thì mình nói sao? Nhất kỳ vô thường. Cho nên cơ thể chúng ta, đời sống chúng ta, mọi thứ xung quanh không có gì mà không bị chi phối bởi vô thường. Và đời sống này nó đã vô thường như thế. Cho nên tâm của chúng ta mà không có được chỉnh đốn thì chúng ta cũng bị chi phối bởi tham sân si. Lẽ ra cái tâm mình đó, chiều giờ nó bình an lắm, nó bình an dữ lắm. Tại vì mình chuẩn bị hết rồi, chiều nay mình đi nghe pháp thoại, rồi mình cũng phone, mình ghi danh rồi đàng hoàng, và mình dặn giữ cho tôi 3 ghế 5 ghế đàng hoàng nha. Tới hồi vô không có cái ghế nào hết trơn đó. Rồi bắt đầu mình nổi sân mình lên, mình nói tổ chức gì kỳ cục, bạn gì kỳ quá, biểu giữ cái ghế thôi mà quên tôi, dặn nhớ đem áo lạnh đem bóp rồi theo để mỗi cái máng lên hết. Ghế này mang áo lạnh, ghế kia để cái bóp, ghế kia để chai nước cho để ta biết có người không. Bộ mình tưởng mình để vậy người ta không dời vậy. Em ở nhà chứ em biết hết.
Chuyện mà anh chị làm gì em biết hết. Tại biết sao em cũng y chang vậy à. Em có khác gì với anh chị đâu. Nghe đồ sale em cũng dặn bố ráp đi khắp nơi để gom hết chứ bộ. Hiểu như vậy, chúng ta hiểu như vậy để chúng ta biết rằng cái mà chúng ta dự trù, chúng ta dành, chúng ta xí chỗ đó, thật ra mà nói trên đời này sống cũng xí xí từng cái chỗ ghế thế vậy, vậy mà tới hồi chết cũng dành đất nữa. Rồi vô chùa thờ linh cũng dành nữa. Tôi muốn thờ kế bà này, kế ông kia, rồi đặt chỗ sẵn thôi chứ. Trời đất ơi, lúc đó người ta để mình ở đâu mình có biết đâu. Mà thôi ngồi đâu có chỗ ngồi là được rồi. Có nhiều vị vô để xin thầy cho con để má con gần gần. Tại má con bình thường đau chân, con sợ thờ cao quá má tuột xuống không kịp. Rồi tới hồi cúng má ăn không kịp, chắc xuống chỉ còn chén hốt rửa thôi. Đừng có lo chuyện đó. Có một cái nơi trốn là ổng còn đau đớn gì đó. Cho nên thưa đại chúng, mình hiểu như vậy, cái chỗ mình ở, cái chỗ mình đi, cái chỗ mình về, mà thật sự trong một việc làm của mình, thí dụ như mình đi tới đây, mình đi tới chỗ đó, thì mình đi tới chỗ đó thì cái chỗ này là mình ở. Nhưng mà rồi cái chỗ mình vừa rói, mình cũng mình tới chỗ đó, nhưng mà cái chỗ đó không có gọi mình tới, mà cái chỗ mình về. Cho nên cái chỗ về của chúng ta mỗi tối là gì? Đó là chúng ta trở về với hơi thở của chúng ta. Chúng ta cần trở về với chính mình, để khi mình có trở về chỗ nào đó, người ta vẫn welcome mình. Tại vì mỗi ngày mình biết trở về với chính mình để nhận diện bản chất chân thật của mình trong một ngày qua. Đừng có nhìn mình trong gương chỉ là cái gương. Đừng chỉ nhìn mình qua ai, mà hãy nhìn mình với chính mình. Và đừng chờ một năm rồi mới nhìn, một tháng mới nhìn, mà cứ nhìn mình mỗi ngày. Khi mình ngủ mình trở về, mình nhìn lại coi một ngày hôm nay mình đã sống như thế nào. Nói một cách đơn giản theo thế gian là ăn ở. Ăn ở là sao? Một là mình ăn, hai là mình ở. Ăn như thế nào để người ta thương, ở như thế nào để người ta mến. Cho nên khi mình đi á, người ta tiễn. Vì vậy mà ngày xưa cũng có câu á, khi con sanh ra đời, con khóc, người xung quanh cười. Người ta cười là tại vì người ta biết rằng con được sanh ra bằng một đứa nhỏ khỏe mạnh, cho nên sanh ra mà khóc. Khóc để biểu lộ rằng mình khỏe mạnh, chứ không phải bình thường. Như vậy thì mình phải sống như thế nào để khi mình ra đi, mình cười mà người khác khóc. Thí dụ, trong khi mình nhịn một miếng ăn mình nhường cho người khác, mình nhịn cái ăn một chút đó, nhưng mình biết rằng cái nhịn này nó không hoàn toàn vô ích, mà mình biết rằng có người khác được no, chứ nó đâu có phí. Nó không hề phí. Mình nhịn để người khác được no, không phí. Và chính cái người đó no, mình đói một chút, vậy mà mình lại no suốt đời. Mình chỉ đói miếng ăn, nhưng mình không đói tình thương. Mình không đói sự cảm ơn, mình không đói sự trân quý của người khác. Nhiều khi mình ăn một bụng bất cần ai, ăn xong ra ngoài đau bụng. Nhưng mà người khác, người ta sẽ nhìn mình, và người ta sẽ có những cái thái độ và cái cách sống, mà thậm chí không phải người đó nhìn, mà người xung quanh cũng nhìn. Coi đó, bà cụ kia không có ăn, mà người thì ăn ngúng nghiến kế bên mà không nghĩ tới người khác. Cho nên nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta chỉ cần nhiều khi mình nghĩ mình lùi một bước, nhưng mà mình sẽ thấy cả một đất trời mênh mông. Mình chỉ cần nhịn một câu mà mình thấy cả một bầu trời hạnh phúc. Thêm chi một câu, mà mình thêm người ta một câu, bổ người ta giải sao, người ta cũng sẽ kiếm cách người ta thêm một câu. Rốt cuộc mình thêm nhiều câu mà không câu nào ra câu nào hết, đi tới cái chuyện đổ vỡ. Thà là mình nhịn một câu, vậy mà biết bao nhiêu cái khổ sầu nó được chấm dứt,
và cái câu đó không làm đổ vỡ. Mình lỡ ăn một miếng có thể đau bụng, lỡ nói một lời có thể đổ vỡ hạnh phúc. Đó là cái thiền quán của chúng ta. Vậy thì thiền là gì? Thiền là người đủ sự bình an, sự lắng sâu để thấy rõ mình muốn nói gì, muốn làm gì là thiền. Mình không cần phải tuyên bố là tôi tu thiền. Tại vì thiền không phải ngồi không, không phải chỉ ngồi thiền không, mà thiền ở cái này. Thiền ở cái tư duy của chúng ta, thiền ở cái ngôn từ của chúng ta, thiền ở cái cách sống của chúng ta. Tại vì nếu chúng ta có sự tĩnh lặng ở nội tâm thì nó toát ra được. Cho nên Đức Phật có nhiều khi Ngài đâu có nói gì đâu, Ngài chỉ đi tới thôi, mà tự nhiên người ta có một cái cảm phục. Tại vì cái đạo phong, cái phong cách rất đạo vị. Quý vị đọc lịch sử Đức Phật và quý vị nhớ rằng Đức Phật đến vườn Lộc Uyển để nói bài pháp đầu tiên sau khi thành đạo. Và lúc đó năm anh em Kiều Trần Như, tức là năm người cùng tu với Ngài, thủ thỉ với nhau ở góc này khi thấy Ngài đi tới. Kìa, ông Gotama đang đi tới, dòng tộc Thích Ca đang đi tới. Mình đừng có tiếp ông, tại vì ông là một người tu thất bại, tu chung với mình mà không có trọn vẹn cái con đường tu tập đó. Ông đã bỏ cuộc nửa chừng, ông là một người tu thất bại, chúng ta đừng tiếp ông. Họ đồng ý với nhau như vậy. Nhưng mà không ngờ khi Đức Phật đi tới, và không ai nói ai, tự động năm vị này đứng dậy. Người đi lấy chậu múc nước để Đức Phật rửa tay chân, người thì đi lấy nước cho Ngài uống, người thì lấy khăn mặt cho Ngài lau, vân vân. Thì khi mình đọc lịch sử đến cái chỗ đó thì chúng ta sẽ phát hiện một điều rằng, đừng nghĩ rằng bài pháp Tứ Diệu Đế khổ tập diệt đạo là bài pháp đầu tiên. Nếu chúng ta nhìn sâu sắc thì bài pháp đầu tiên Đức Phật nói chính là cái phong cách của Ngài, chính là cái cách đi đứng của Ngài đã cảm phục người khác. Như vậy, trong ba cách ngôn, gọi là ngôn giáo, thân giáo và ý giáo, thì cái thân giáo rất quan trọng. Cho nên nhiều khi mình đặt một câu hỏi: thầy ơi, con làm sao để cho con nó biết nghe lời? Thầy ở xa quá mà thầy nói gì nó nghe. Nó mình muốn con mình nghe lời mình nhìn lại cách sống của mình. Vợ chồng có nghe nhau chưa mà biểu nó nghe mình? Mà chính bản thân mình có nghe mình chưa? Nhiều khi tâm mình nó cũng nói cái đó tham, nhưng mà lát cái tâm kia nó kệ đi, tham tốt mà. Ví dụ, Pháp Hòa ví dụ thôi nha. Mình đi trả giá, ép giá người ta, rồi thì mình cũng thấy kỳ, nhưng mà có một cái tâm khác nổi lên, nó không sao đâu, ép cho chùa chứ cho ai. Rốt cuộc chùa mang tiếng, chùa mình lấy cái chữ chùa rồi mình dán đầy chuyện hết đó. Tôi lấy cho chùa, tôi hốt cho chùa, tôi ăn cắp cho chùa chứ cho ai. Không cần thiết, không cần thiết. Có nhiều khi mình đi trộm đồ của người ta, nói để cho chùa, cho bá tánh ăn. Bá tánh ăn mấy cái đó ta mắc cổ chết. Tại mình đi chôn của người ta mà, phải không? Cho nên nhớ là trong bố thí phải có trí tuệ. Trong bố thí phải có trí tuệ. Tại vì nếu trong bố thí phải có trì giới, không có trì giới là chôm cho đó. Không có trì giới là mình sẽ mua đồ ăn cắp mình cho đó. Không có trì giới là mình sẽ phạm lỗi đó. Cho mình lương gạt người này để mình đi gọi từ thiện, phải không? Cho nên trong bố thí phải có trì giới, trong bố thí phải có thiền định, trong bố thí phải có trí tuệ, trong bố thí phải có nhẫn nhục. Tại vì không nhẫn nhục thì có thể người ta khen chê mình thối chí nản lòng và không tiếp tục làm cái việc thiện của chúng ta. Cho nên ba câu này có thể là ba câu trong nhà thiền gọi là thoại đầu. Thoại đầu nghĩa là cái câu đó nó nằm đầu tiên, mình phải quán hoài mỗi ngày. Đến một ngày nào đó mình vỡ ra,
Mình giác ngộ từ cái câu nói đó. Ở sao cho người ta vui. Rồi bây giờ đừng nói xa nha. Đó, hai ông bà đó. Ở sao cho vui đi. Hồi nãy có một vị mới hỏi Pháp Hòa, chứ sao con sanh con nó ra nó không biết nghe lời con thì Pháp Hòa mới nói trong cuộc đời này con mình sanh nó ra mình không có chọn gì hết trơn á. Mình chỉ thụ thai rồi nó lớn lên mình nuôi nó cũng bằng y chang vậy, mà nó thơm ra sau đó thì tùy duyên, tùy nghiệp, tùy phước mọi người. Nhưng mà bây giờ có một cái nè, mình chọn dữ lắm đó, coi mắt dữ lắm đó, để ý dữ lắm mà rốt cuộc cũng rước lầm mà. Có không? Đó. Mình coi mắt xong chưa đủ, dẫn về cho ba má coi mắt nữa. Rồi đi tới đi lui rồi thành đó. Cái người mà phối ngẫu của mình cũng chọn dữ lắm đó. Mình cũng cân đo đong đếm dữ lắm đó. Rồi đem về có nghe lời mình không? Mình cũng lầm như thường. Cho nên hồi đó đi hành hương á, các vị mà hay bị mua đồ lầm á, cái nói trời ơi con tức quá, con mua lầm. Con nói đúng rồi, mua lầm mà đưa mâm là lùa. Đưa lên mâm là có nhiều cũng lùa mà kêu đừng có mua lầm. Quý vị hiểu được chỗ mà nói không? Cho nên cái thấy của mình nó cũng còn hạn hẹp lắm. Đừng nói ai xa, chỉ cái người mà mình chọn làm chồng làm vợ đó, mình cũng đo, mình cũng tính toán dữ lắm, mình cũng coi dữ lắm, mình cũng nghĩ kỹ lắm đó. Mà rốt cuộc mình cũng có chọn đúng đâu. Như vậy thì đừng hiểu rằng cái quan trọng là chúng ta chọn hay là không chọn. Cái ý ở đây là cái cách ở của mình. Đó, cái ho này nè, người ta cho có 300 nè, mà giờ không biết sao lấn vô tới 600 nè. Người ta không cho ngồi giữa rồi giờ giữa cũng ngồi luôn. Đó, ở đó. Đúng không? Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn xin thưa là mình cảnh nào, duyên nào, mình chịu khó, mình lòn lách, mình nhúc nhích hồi mình vô được hết. Thế thì cuộc sống chúng ta cũng ráng chút vậy đi. Người kia người ta không dễ thương ở mặt này, nhưng không có nghĩa là người ta không còn xài được đâu. Một bó cải cầm lên, không ai mua bó cải về mà cứ lột ra mà nấu, cũng phải cầm lên cái coi coi lá nào héo, lá nào vàng. Cái nào vàng thì mình bỏ, cái nào héo mình nhiều khi chỗ đó nó có úng chút gọt cái chỗ đó. Nghĩa là chúng ta biết tề, biết gọt, biết chỉnh, làm đủ cách để chúng ta tìm cái chúng ta sử dụng trở lại. Chứ không có gì một vài cái cọng rau hư mà chúng ta dục cỏ bó cải. Đơn giản vậy thôi. Cuộc đời này cũng thế. Không có ai mà hư chút xíu mình dục hết. Nếu mà kiểu đó mình cũng bị dục rồi. Chứ đừng thấy mình dục người ta. Người ta chưa kịp dục mình là mình cũng đã bị dục rồi. Mình tưởng mình ngon lắm, chẳng qua là ta ráng thôi. Người ta ráng nhưng mà ta hay hơn mình, ta không nói. Còn mình là ráng có một chút mà la cả làng. Ta hỏi chuyện gì vậy, có một chút vậy thôi đó hả? Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Người ta dở có một chút mình khoét nó một lỗ. Mà trong khi đó có những người mình, người ta thấy nguyên lỗ của mình mà ta kiếm tìm cách người ta tráng lại. Ta nói không, nó không đến nổi gì đâu. Và thậm chí người khác suối nó dục đi, nó không, em thấy cũng được. Đó, cho nên nhớ là mình đừng bao giờ nghĩ rằng mình tìm cách mình đánh đổ người ta nha. Người ta chưa đánh đổ mình đã là may cho mình rồi đó. Cho nên cuộc sống á, không biết ở đây thỉnh thoảng quý vị có thấy có một vài chùa có một cách thờ Phật ha nha. Tại sao ở trong chùa thường chùa xưa thờ Phật ngó ra cửa trước vậy nè, nhưng mà có những vị Phật lại thờ ngược ở dưới nhìn lên. Có những ngôi chùa Phật ở ngoài sân á, ta để một Đức Quan Âm hoặc Đức Di Đà đứng thẳng nhìn ra sân chùa.
Vậy mà xéo xéo đâu đó có một tượng lại đứng ngược xây vô chùa. Tại sao ta có cái cách thờ gì kỳ vậy? Đó là một cái ý. Nghĩa là cuộc sống chúng ta phải có cái tương phản. Đừng chỉ nhìn ra bên ngoài mà quên nhìn lại mình. Và khi nào con người mà sống càng trầm, càng tĩnh, càng trí là vì người đó biết nhìn mình hơn là nhìn người khác. Nhìn mình để sống. Nếu mình nhìn người để sống thì trong khi giây phút mình nhìn người để sống là mình có nhìn mình, mình mới sống được với người. Cái đó là nhân quả đồng thời, ý nghĩa của hoa sen. Một trong những cái đặc điểm của hoa sen là nhân và quả nó có mặt cùng một lúc. Nghĩa là ngay khi chúng ta nhìn người khác, mình nghĩ rằng mình cho người đó hạnh phúc, nhưng mà thật sự mình cũng đã cho mình sự bình an. Tại vì người đó yên thì mình cũng ổn. Ngược lại, mình ổn thì người đó cũng yên. Cho nên yên và ổn phải đi với nhau. Còn không thì mình ôn thì người ta dịch. Mình mắc ôn mắc dịch. Cho nên hồi xưa tại sao kêu là ác ôn? Tại sao kêu ác ôn? Vì trên đời này cái ôn dịch nó ác lắm. Nó không tha ai hết. Và người ta sợ nó. Người ta sợ dịch bệnh như sợ cái ác. Người ta sợ dịch như sợ cái ác, thì người ta sợ cái ác như sợ ôn dịch. Vì vậy cho nên gọi là ôn dịch. Thì mình an thì người kia ổn, mình ổn thì người kia yên. Cho nên đó, mình mà an thì người kia bình, mà mình bình thì người ta an. Vì vậy thỉnh thoảng trong nhà trưng một cái bình hoa, không cần để hoa, cái bình không thôi. Nghĩa là gì? Giữ khẩu như bình, giữ cái miệng như mình giữ cái miệng bình, bằng phẳng. Cho nên thỉnh thoảng trong chùa, trong nhà, người ta trưng một cái bình hoa không có hoa, chỉ cái bình thôi. Đi ngang hỏi, ủa tại sao trưng cái bình? Giữ khẩu như bình, giữ cái tâm bằng phẳng như cái bình. Mà cái bình thì nó yên, cho kêu bình yên. Hễ mình giữ được cái tâm mình bình là bình gì? Bình thường, bình dị, bình hòa. Thì mình bình được cái đó thì nó yên thôi. Sống mà yên thì nước sẽ tĩnh. Sống yên thì nước tĩnh. Mình nhịn thì nhất định là sẽ bớt lời. Cho nên chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi mà nhỏ lửa, một đời nào khê. Cơm nó vừa sôi lên mình bớt lửa lại thì làm sao cơm nó khê được? Nó chỉ cho chín thôi. Còn nếu mình giỏi nữa, mình sau khi nó vừa chín tới mình dở nắp ra. Đừng có ỷ y, dở nắp ra, kiểm nó một cái, xong rồi lấy ra đũa xới cơm lên. Cơm chẳng những chín đúng như mức mình muốn, và nồi cơm sẽ bốc thơm và không đóng cục. Trong khi nó vừa chín tới, nó chưa có cứng đó cơm đó. Nó vừa chín tới, gạo nó còn đang tơi ra. Mình lấy đôi đũa mình xới cơm lên, nồi cơm sẽ tơi và thơm và ngon và sẽ chín. Mà chúng ta không bị rơi vào cái lỗi là ỷ lại. Nhiều khi mình nó vừa chín mình tắt lửa, nhưng mà lỡ trong đó gạo nhiều quá không đủ nước thì cơm nó có thể sẽ xong. Cho nên đôi lúc mình nói ai người ta nín, đừng có ỷ lại. Một là sao? Ôi nó dễ lắm, tôi chửi nó cũng nín. Hay là ô nó dễ lắm, tôi nói gì nó nghe nấy. Thậm chí mình nghĩ xa hơn, hơi tệ hơn là xin phép đại chúng, cái này là mình nói thôi. Nhiều khi mình nói nó ngu lắm, tôi nói nó không hiểu đâu. Thật ra đừng nghĩ như vậy. Cái người mà người ta nín mình có thể có lý do. Vì người ta muốn nhà yên cửa thấm. Và nhiều khi người ta thấy cái sự ngang ngạnh của mình, người ta im. Nhưng mà cái im của họ không phải là cái im chuyển hóa bình thường nữa. Đôi lúc không chịu nổi nữa, họ ôm ấp trong lòng. Và lâu ngày họ trở thành một cái tâm bệnh. Một cái tâm bệnh mà chúng ta gọi là depressed. Bị stress. Stress là căng thẳng thôi.
Mà cái tâm bệnh mà trầm cảm đó, nó nặng lắm. Và thậm chí họ sống bao nhiêu năm trời nhưng mà trong lòng họ rất nhiều khổ đau. Tại vì họ chỉ tiếp nhận mà không biết chuyển hóa. Nếu họ có tu tập, họ chuyển hóa tốt thì khỏe. Mình có phước. Anh có phước đó. Anh nói gì nói vợ anh nghe mà vui vẻ là tại vì chị vợ có tu. Chị có phước đó, chị nói gì anh cũng đính, anh chuyển hóa, anh bình an là anh có tu. Nhưng lỡ người đó không biết Phật pháp, không biết tu tập, không biết chuyển hóa thì sao? Nó sợ lại. Cho nên cơm mà vừa chín lửa muốn chắc ăn thì phải làm gì? Xơi cơm và ngó cơm cái để chắc chắn nó chín. Rồi bây giờ quý vị nấu ăn nè, mặc dù mình tin vào cái tài nghệ nấu ăn của mình, nhưng mà có phải món nào trước khi bưng ra đãi cho mọi người mình phải múc mình ném miếng không? Phải không? Dù là kho nhưng cũng phải ném chứ, lỡ nó quá mặn sao? Lỡ nó quá ngọt, quá lạt sao? Nghĩa là bất cứ món ăn nào trước khi mình đem ra để chắc chắn món đó khả dĩ tốt, chúng ta lấy muỗng ném miếng. Vậy thì thức ăn đãi khách còn ném, huống chi lời nói mình không có thử lại chút. Cho nên cái công án tu tập là gì? Phản quan tự kỷ. Phải quay lại với chính mình, nhìn lại chính mình. Cho nên tu tập không có gì hết á, đơn giản lắm. Mỗi ngày chúng ta, việc làm gì của chúng ta, chúng ta làm mà chúng ta có tư duy. Và trong quá trình tư duy đó, có thể chúng ta làm vậy nè, nhưng khi đi vào công việc, sự việc nó sẽ khác. Chúng ta phải linh động. Chúng ta phải linh động. Giống như mình, cái căn bản mình nấu cơm, mình lấy cái ngón tay mình đo nước vậy đó. Mình dạy con mình căn bản vậy đó. Nhưng không có nghĩa là lúc nào nó cũng trúng. Tại vì có nhiều khi nhầm cái cơm nó bị, gạo nó là gạo, gạo cũ thì nó sẽ bị khô. Gạo mới có thể nó sẽ bị nhão. Hoặc lỡ bữa đó đo vậy nhưng mà gạo hơi nhiều. Công thức căn bản là vậy. Nhưng đừng quên, cuộc đời nó phải có những lúc chúng ta phải mở nắp nhìn lại. Chúng ta phải mở lòng mình nhìn lại, phải mở mắt để nhìn lại. Mình mở mắt mình nhìn người, nhưng phải nhắm mắt để nhìn mình. Mình muốn tư duy cái gì, mình phải nhắm mắt là mình mới tư duy được. Thậm chí xin lỗi, nhiều khi chuyện gì nó tới cái mình làm sao? Bóp trán vò đầu để nặng ra. Tại lúc đó nó bí lối rồi. Lúc đó nó hết sức rồi, bắt đầu phải bóp trán nặng ra tìm được những công thức. Cho nên sự tu tập của chúng ta, sự quy y của mình, không phải chỉ là trở thành một tín đồ của một đạo giáo, nhưng mà chúng ta phải trở thành một hành giả tu tập. Tại vì mục đích của mỗi đệ tử của Đức Phật là chính bản thân mỗi người đó phải được chuyển hóa. Tại vì bản chất của chúng ta có đủ hai yếu tố, thiện và bất thiện. Nhưng mà chúng ta không nhận diện được cái thiện thì làm sao chúng ta tưới tẩm cái thiện? Chúng ta không nhận diện được cái xấu làm cho chúng ta tưới tẩm cái xấu? Và thưa đại chúng, là mình tu cũng giống như mình quét nhà vậy đó. Không phải cầm cái cây chổi rồi móc rác ra để giữa nhà, móc nó ra, nhưng mà cuối cùng hết phải gom rác lại và đem rác đi đổ. Mỗi ngày chúng ta phải lấy con mắt mình gom rác, rồi chúng ta thấy cái gì chúng ta cần phải chuyển hóa. Tự nhiên nhà mình từ từ nó sạch. Quét ngày nó đâu sạch, nhưng mà chịu khó quét nhiều ngày. Và thậm chí còn phát hiện chỗ nào bụi quá, quét nó tung bụi lên, lấy miếng nước rải nó, rải để cho nước nó làm mấy cái bụi nó quện quện lại, mình dễ quét đó. Quét nhà mà còn có nghệ thuật, huống chi mình sống. Cho nên tất cả đều là một nghệ thuật. Một nghệ thuật để chúng ta sống, một nghệ thuật để chúng ta làm sao chúng ta ở thì người ở chung với mình được vui. Cho nên có một cái công án, có một cái thiền ngữ nha. Honey, are you happy?
em ơi em có vui không? Thưa đại chúng, thỉnh thoảng Pháp Hòa hỏi mấy thầy ở chùa vậy đó. Lâu lâu Hòa kêu một thầy, con có vui không? Nhiều khi đi Phật sự với thầy, đi Phật sự với thầy mà thầy coi như là nhận xô quá trời quá đất, Pháp Hòa hỏi con đi Phật sự với thầy con có vui không? Mà đôi khi Pháp Hòa nói tụi con đi ra ngoài rồi tụi con mới thấy người ta rất cần mình. Cho nên sự tu tập của các con, thầy bây giờ cái thế hệ của thầy là đang lo cho bằng cái cỡ tuổi thầy, hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn, nhưng mà cỡ tụi con là đang cần. Cho nên dẫn các con đi là để biết rằng ở ngoài kia còn rất nhiều người đang chờ mình. Cho mình phải có, mình phải thấy được cái trách nhiệm, thấy cái bổn phận, và thấy được cái gì? Thấy cái phước của mình. Đừng có nói tại sao phải tôi, why me? Phước lắm mới được mi, phước tắm mới được làm, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên Pháp Hòa đến một cái đám tang, Pháp Hòa nói dạ xin cảm ơn gia đình đã cho Pháp Hòa được cộng sự. Đó là mình có cái phước, mình mới được làm việc phước. Việc đó là việc phước mà người không có phước làm nó dội ra. Cho nên nếu mình làm được việc gì cho ai, đừng nghĩ mình thi ơn cho ai hết á, mà phải nghĩ rằng mình có phước được làm. Vì đây là việc phước, thì phước mình mới có, mới tương ưng với cái phước. Phước phước nó tăng. Pháp Hòa ví dụ như đây là một bài cải lương mà mình không biết hát cải lương lấy gì hát. Đây là một câu vọng cổ mà mình không biết hát vọng cổ thì không thể hát vọng cổ được. Như vậy thì người phải biết hát vọng cổ mới có thể hát được bài vọng cổ. Đây là một bản tân nhạc, mình phải biết hát tân nhạc mình mới vô được. Cũng như thế, chúng ta phải đưa cái tâm tư của mình hướng thượng. Mỗi ngày mình làm được việc gì cho ai, đó là phước của mình. Vì mình nghĩ như vậy cho nên mình ở đâu người ta welcome mình tới đó. Thí dụ mình tới nhà người ta ăn cơm, đứng dậy phụ dọn, phụ rửa, phụ lau bàn, phụ dù chỉ một vài chút thôi, người ta vẫn thấy à, mình vẫn có một cái gì đó rất là tình người. Ăn cũng không phụ, ăn xong cũng không phụ, với cái danh nghĩa tôi là khách. Đúng, người ta sẽ nhận mình là khách, nhưng mà ta thấy khách này không biết điều. Anh biết anh là khách, nhưng nếu anh là một người khách biết điều thì người khách này sẽ được welcome mãi. Xin phép sám hối đại chúng, mình đi tới một cái tiệm ăn, mình là người thực khách, mình trả tiền cho người ta để người ta service mình. Nhưng nếu mình là một người khách dễ thương, mai mốt mình tới người ta welcome. Có nhiều khi người ta cũng đâu cần một thực khách mà tới mà làm khó người ta, làm dễ người ta, phải không? Cho nên cuộc sống này chẳng qua là một sự trao đổi. Chúng ta đến thì chúng ta ăn để giúp cho cái chỗ đó người ta làm, nhưng mình cũng phải cảm ơn người ta nấu để cho mình có được miếng ăn. Luôn luôn mình phải thấy rằng mình với người là một sự qua lại trong cái tình tạm bợ với nhau. Người ta nấu ngon mình ăn rồi 2 tiếng cũng phải tiêu tiền mình đưa người ta, rồi người ta cũng phải chi chuyện khác. Cuộc sống là một cuộc sống tạm bợ mà. Ăn cũng tạm mà có tiền cũng tạm. Rồi mình sống đây rồi mình không dễ thương, rồi lỡ chiều mai người kia hay mình đi rồi sao? Ở cõi này mà ta không welcome thì chắc gì trển welcome. Tại dưới này mà ta còn không chào mình nữa thì mắc. Đừng có nghĩ rằng lên trển mà ở trển welcome, nhờ trển khó lắm. Em lên trển thử rồi, không được em tụt xuống. Thấy không ổn em tụt xuống. Ở giờ anh chê thôi em tụt xuống này đó. Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Làm người trần gian phải hạnh phúc chứ cái trần gian. Mình mà được hạnh phúc ở cái cõi trần này
đừng lo cõi trên không tiếp mình. Tại vì ở trển là policy đơn giản lắm, anh chỉ cần thanh tịnh thân miệng ý anh ở trển. Giờ anh ba nghiệp mỗi ngày anh quán lại coi ba nghiệp anh có thanh tịnh không, anh có thanh tịnh thân, anh có thanh tịnh miệng, anh có thanh tịnh ý không? Mà ở trển người ta đặt có ba điều kiện thôi: thanh tịnh ba nghiệp. Mà thanh tịnh ba nghiệp này qua 10 hành động, qua 10 cách sống. Thân có 3 việc: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có 4 việc: nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời chửi rủa và nói lời vô ích. Ý có 3 việc: tham, lam, sân hận, si mê. 3 việc thân, miệng, ý mà nó sanh ra 10 cái lỗi. Bây giờ anh có tu tập, có chuyển hóa, anh nhìn lại. Thân, thay vì sát sanh thì phóng sanh, thay vì trộm cắp thì biết chia sẻ bố thí, thay vì sống tà hạnh thì sống chánh hạnh. Thân 3 lỗi, bây giờ chuyển 3 lỗi thành 3 việc thiện. Miệng có 4 lỗi: nói dối, thôi giờ nói thật. Đâm thọc, không dám, chỉ nói lời hòa giải thôi. Tại vì tôi thấy rồi, tôi đâm tôi thọc rốt cuộc cái bịch tôi nó tè lưa. Thay vì nói lời chửi rủa, hãy nói lời tao nhã, hiền lành. Thay vì nói lời vô ích thì hãy nói lời vô có ích. Miệng có 4 lỗi xấu, chuyển thành 4 cái siết thiện. Ý có 3 việc xấu, đó là tham lam. Bây giờ thay vì tham lam, không, tập sống ít muốn biết đủ, gọi là thiểu dục tri túc. Chưa nói mình cho ai nha, cứ tập sống thiểu dục tri túc. Sân si thì mình tập gì? Quán từ bi. Ai cũng có những cái sai lầm. Nó có cái bài hát hay lắm: nếu tôi đã từng làm ai đau khổ, xin hãy tha thứ cho tôi. Cũng như thế người ơi, nếu tôi đã ai đã làm tôi đau khổ, tôi sẽ tha thứ cho người đó. Tự thân quán chiếu, ai cũng muốn hạnh phúc an lạc, ai cũng sợ khổ đau khốn đốn. Cho nên tự thân phải quán chiếu, ai cũng muốn hạnh phúc an lạc, ai cũng sợ khổ đau khốn đốn. Xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy tha thứ cho tôi. Cho nên mỗi ngày á, một trong cách thiền nè, mỗi ngày tôi khởi tâm từ bi, tôi tha thứ cho chính tôi vì có đôi lúc tôi lỡ lầm. Xong rồi mình rải ra tới người thân: tôi xin tha thứ cho người thân tôi, những ai đã từng làm tôi khốn đốn. Dễ không? Tha thứ cho mình là quá dễ rồi, phải không? Tha thứ cho người thân mình cũng dễ rồi, bây giờ tha thứ hơi khó một chút nè. Tha thứ cho người dân. Tôi mới để đôi dép đi ra, mất đôi dép, mặc dù nó đi chùa đó chứ, mà mới ra cái người dân nào hay quá. Rồi tha thứ cho người dân, khó nhưng mà có thể cũng làm được. Nhưng mà con cái tha thứ hơi khó hơn: tha thứ cho những ai đã từng làm tôi khổ đau. Tha thứ cho người mà mình ghét bỏ đó, khó lắm. Nhưng chỉ có con đường đó mình mới giải thoát thôi. Tại mình không tha họ thì họ trong lòng mình, mà họ trong lòng mình thì mình nặng nề, mình khó chịu. Lúc nào mình cũng thấy bóng dáng người đó, ngủ cũng thấy nằm chim bao đánh lộn với nó, mà không hoàn toàn đánh trúng, đánh lộn không mà đánh mấy chục năm. Nếu mà gây đúng thì đâu có gây. Cho nên đúng là không gây, mà gây là lộn. Cho nên kêu gây lộn. Không ai kêu gây đúng, mà chắc chắn đúng là không có gây. Đã đúng thì lấy gì có gây. Mà hãy gây là phải lộn, cho nên lúc cột lộ. Ý có 3 việc: của tham, của sân và của si. Si là gì? Là vô minh, là không thấy được cái chánh lý, cái chân lý, cái lẽ thật. Bây giờ tập lại: cái gì không thấy biết rõ ràng, không phê bình lên án, mà phải thấy rõ được nhân duyên nhân quả, thấy được cội nguồn của các pháp. Chứ không có cái gì mà chúng ta vội vàng,
chúng ta phê bình phán đoán. Đừng đem cái tư kiến của mình áp đặt trên những việc đó, tự mình sẽ gây cái khó cho mình, cái khổ cho mình khi sự việc nó chưa rõ ràng mà hoàn toàn có nhiều lúc chẳng việc gì dính dáng tới mình. Mình cứ ngồi đó mình luận người này, mình bàn người kia, rốt cuộc á mình muốn tề gia trị quốc, nhưng mình quên một cái điều rất cơ bản là phải gì? Phải tu thân tề gia. Phải tu thân mới đủ sức tề gia. Muốn tề gia rồi mới trị quốc được, mà lo chuyện trên, lo cái ngọn mà quên lo cái gốc. Cái gốc không có lấy gì cái ngọn nó tốt. Cho nên bây giờ có một cái gốc này cần phải giải quyết. Có một chiếc Lexus màu đen cần phải mua right now. Bản số xe 6HXB186. Hình như chiếc này của Pháp Hòa mà. Đọc lại nha, Lexus màu đen, bản số xe là 6HXB186 màu đen. Nếu ai là chủ chiếc xe này thì tạm thời giờ dùm, tại vì mình đậu không có đúng chỗ, kêu đậu lộn. Trong chứng đạo ca, Ngài Huyền Giác có một câu: cần ôm gốc chứ ôm chi cành lá, gốc vững rồi cành lá sẽ xum xuê. Như cái ánh trăng á, mà ánh trăng thề đó, nó sẽ tỏ sáng vằn vặt hay sáng mơ màng. Nếu dòng nước ở dưới này bình lặng thì trăng nó như thế nào, nó vẫn mãi nó soi. Ở dưới này á, mà bình lặng, yên nước trong rồi thì trăng sáng cỡ nào nó dội cỡ đó, phải không? Sáng vằn vặt hay sớm mơ màng thì dòng nước kia vẫn có thể ảnh hiện một cách rõ ràng. Chúng ta cũng như thế. Hãy tập như thế nào để có mình có được một nội tâm vững chắc. Giống như người ta xây nhà, ta phải đặt cái móng, làm cái móng cho vững. Chúng ta cũng vậy. Hãy đặt một nền móng tu tập của mình cho vững. Đặt như thế nào? Tất cả các pháp là vô thường, cuộc sống cũng vô thường, và bất cứ sự việc gì trên đời này cũng vô thường. Vậy thì trong cõi vô thường này, chúng ta hãy sống như thế nào để một mai vô thường đến, chúng ta vẫn thường có mặt ở trong trái tim của mọi người, trong cuộc sống bàn bạc này. Cái cách sống mình nó sẽ thường ở trong cái cõi vô thường này. Mình đi mất đất rồi, nhưng mà nhắc tới mình vẫn còn rất nhiều cái để người ta nhắc tới. Xin phép đại chúng, Pháp Hòa xin nhắc một câu chuyện nhỏ. Thượng tọa thầy bổn sư của ni sư Tánh, Ngài thọ không có lâu, Ngài thọ có 40 tuổi thôi, 40-42 gì thôi. Nhưng mà trong mấy mươi năm Ngài sống trong đạo, từ chư vị tôn đức hòa thượng xuống cho đến chư tăng chư ni đều kính trọng. Bây giờ Ngài tịch rồi, nhưng nói đến Ngài không có ai có một lời nào mà khởi tâm bất kính với Ngài hết. Như vậy đời sống con người nó có cần ở tuổi, nó có tính ở tuổi thọ không? Có cần tính ở tuổi thọ không? Không. Cây thước đo của đời người không phải ở tuổi thọ, mà cái thước đo của đời người là ở cách sống của chúng ta. Chúng ta hãy lấy một cây thước đó để chúng ta đo ngôn từ, suy nghĩ, hành động của mình, để chúng ta dù có ở cuộc đời này ngắn hay dài nó không quan trọng, mà hãy để lại cho đời này những cái gì khi nhắc tới mình mà người ta còn biết bao nhiêu cái đẹp để nói. Dù mình không được như người xưa biết bao nhiêu cái đẹp, nhưng ít nhất cũng có vài điểm chứ. Người ta chấm điểm mình tới chỗ nào tôi cũng gạch chéo hết rồi, lãnh nguyên cái trứng vịt. Giống như hồi nhỏ mình đi học vậy đó,
lẫn một cái tiếng vịt xuống là khổ lắm, là hai con cái số không nữa chứ. Cho nên Pháp Hòa xin cảm ơn vị nào đã đặt ra câu hỏi này để cho Pháp Hòa có đề tài. Tại vì thiệt sự hồi nãy lên đây cái đầu nó vẫn trống rỗng mà không biết phải nói gì. Nhưng mà tự nhiên lên tới đây thấy có tờ giấy để sẵn, xin thầy khai thác ba câu: ở cho vui, đi ở cho người ta vui, đi cho người ta nhớ, về cho người ta mừng. Mình về trển, ở trển cũng mừng đón. Mình lỡ về dưới này, ở dưới này cũng welcome. Cho nên có cái bài hát á, không biết ở đây quý vị nhớ cái bài Sơn Tinh Thủy Tinh không? Nhớ thơ xa xưa, non nước An Lạc Thái Bình, Thái Thái Bình, phải không? Có một cô mì nương, tuổi xuân vừa lên đôi tám, ôi xinh tươi như hoa, đẹp như thiên nga, gì đó à. Đại khái vậy đi. Nhưng mà cái mà muốn nói là người ta dựa vô cái bài đó, người ta sửa lại một câu là mở cửa Tây Phương cho các nhân loại đi về, đi đi về. Bên đi lên trên Tây Phương đầy hương mùi hoa thơm ngát, ở chi nơi đây nơ trần vấn dương, nơ trần vấn dương. Đến cửa Tây Phương chư thanh trôi nhạc rước vào, rước rước vào. Mình đến cõi Tây Phương mà chư thánh cõi nhạc rước. Thôi thì xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được cái cơ hội gặp gỡ đại chúng tối hôm nay và chia sẻ một đôi điều trước khi Pháp Hòa vào cái phần câu hỏi ở đây. Thì quý vị nhớ ba câu ha, để mình làm cái đề mục mỗi ngày cho chúng ta tu tập. Ở cho người ta vui, thì sao nữa? Đi cho người ta nhớ, về cho người ta mừng. Nhớ chưa? Rồi nhớ ba câu đó nha. Tối nay em cũng phải học thuộc câu này.